Hello, xin chào bạn. Xã hội bây giờ ngày càng phát triển. Mình có xem được một cái câu nói rất là hay ở trên mạng, đó là thế giới bây giờ đã là thế giới phẳng rồi. Trái đất thì là hình cầu, nhưng mà mọi thứ mà chúng ta có thể tương tác, chúng ta có thể tìm kiếm được chỉ đâu đó mất 5 giây thôi. Đó, ví dụ như cái nội dung mà chúng ta đang xem như thế này, các bạn đang xem mình đơn giản là một chiếc điện thoại nhỏ. Hoặc là to hơn thì chúng ta có thể gặp gỡ nhau ở trên cái màn hình máy tính hoặc là cái tivi rất lớn ở nhà. Và các bạn cũng có thể bằng một cái cách đó là like, có thể là bình luận để chia sẻ cảm nhận. Đấy là một cái cách mà làm cho mình cảm thấy rằng mọi thứ mình cố gắng làm ra nó đều được mọi người đón nhận. Và cảm giác mọi thứ nó được đều được đền đáp ấy, rất là sướng. Nên các bạn thử ấn nút like xem. Đảm bảo rằng mỗi lần các bạn ấn thôi là mình ở nhà mình sướng run người ấy. Đấy, câu like một tí thôi. Và nói rộng ra hơn một xíu thì chúng ta đều nhìn thấy rằng những cái sự sáng tạo, những cái sự phát triển vượt bậc của con người nó đang rất rất lớn. Nhưng mà ở trong ngành công nghiệp nước hoa, sáng tạo về mùi hương, một thứ trừu tượng, một thứ mà nó mang cái tính gọi là cá nhân khá là nhiều. Thế thì cái sự sáng tạo nó sẽ đến từ đâu? Liệu có bao giờ cái sự sáng tạo nó đến từ tương lai hay không? Thì có lẽ rằng không, đúng không? Tại vì chúng ta sẽ có một cái khái niệm, đó chính là mùi hương, khứu giác. Nó sẽ gắn liền với một cái hình ảnh, một cái gì đó mà chúng ta đã từng trải qua. Và các nhà nước hoa ấy, thì từ những nhà niche, những nhà indie, những nhà designer, họ cũng đều lấy cảm hứng từ một cái giai đoạn hay là từ một cái hình ảnh nào đó mà perfumer người ta đã từng trải qua. Thí dụ như kiểu những cái mùi hương rất là quen thuộc của nhà Maison Martin Margiela, những cái mùi như là Flower Market này, hay là Lazy Sunday Morning, những cái hình ảnh mà chắc chắn các bạn đều đã từng trải qua một cái chợ hoa, một cái ngày chủ nhật nằm trên chiếc giường. Và ở đây, ngày hôm nay mình muốn nói tới một mùi hương, mà mùi hương này sắp tới mình cũng sẽ cho vào list nước hoa mùa đông cho nam ở phân khúc tầm trung và cao. Đó chính là Penhaligon Papillon. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Đó. Và một nhà nước hoa Anh Quốc liệu làm về một mùi hương được lấy cảm hứng từ một nền văn minh lưỡng hà thì nó sẽ như thế nào? Thì xin phép video được bắt đầu. Trước khi đi vào mùi hương thì mình vẫn muốn kể một xíu về phần lịch sử của thương hiệu Penhaligon. Tại vì tôi nhớ rằng tôi chưa làm một cái mùi hương của Penhaligon nào cả. Thì nói tóm gọn lại, Penhaligon là một thương hiệu hoàng gia của Anh Quốc. Nó cũng giống như thương hiệu Guerlain của Pháp vậy. Và cái thương hiệu này thì được thành lập vào năm 1870. Và nó khởi đầu là một tiệm hớt tóc. Nó khá giống như những cái thương hiệu lâu đời là những cái tiệm hớt tóc, những cái tiệm thuốc cung cấp những sản phẩm vệ sinh làm sạch. Và Penhaligon định hướng luôn từ ban đầu đó là cung cấp những sản phẩm vệ sinh và làm sạch cho tầng lớp quý tộc, nói là tầng lớp cao cấp. Và cái thành công của họ đến từ cái việc là sau khoảng tầm vài năm ra mắt thì họ cho ra những cái sản phẩm mùi hương đầu tiên mà được giới công tước và hoàng gia Anh ở thời điểm đó đón nhận rất nhiều. Nhưng với một cái bề dày lịch sử cũng như cái tuổi đời rất là lâu thì cái thương hiệu Penhaligon này nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ hai, đặc biệt là trong cái trận chiến Blitz. Thì vào năm 1941 thì cái cửa hàng Penhaligon đã bị đánh sập hoàn toàn, nhưng không vì thế mà họ từ bỏ. Họ vẫn miệt mài cung cấp những sản phẩm cho giới hoàng gia và giới công tước giàu có ở Anh cũng như là những nước lân cận. Và đến năm 1975, khi mà mọi thứ nó ổn định trở lại, thì Penhaligon mở cửa hàng của mình ở Anh Quốc. Và từ đó thì họ được cấp 2 lần giấy chứng nhận là thương hiệu hoàng gia Anh. Và đó cũng là cái lý do mà cái thương hiệu này nó có những cái thiết kế cũng như là chúng ta, những người dân, những người chơi nước hoa ấy, người ta hay gọi rằng là nếu như mà Guerlain là lịch sử của Paris thì Penhaligon nó cũng là một phần lịch sử của Anh Quốc. Thì đấy, giải thích cho các bạn, đó là lý do vì sao mà nhiều người hỏi rằng là tại sao Penhaligon nó lại là thương hiệu của hoàng gia Anh. Đó, thì một cái chia sẻ. Và ở đây thì trên tay mình đang là Papillon. Papillon này thì nằm trong bộ sưu tập đó là Con đường tơ lụa.
Đó. Con đường tơ lụa thì nó có vài mùi hương, Emphesia, Cairo, Babylon, thì nó là những cái nơi dừng chân trên cái tuyến đường nối liền giữa Trung Quốc và Tây Á. Con đường tơ lụa bây giờ thì cũng chắc là mình thì mình cũng chưa đi, nhưng mà qua những cái tài liệu mình đọc được thì nó cũng thực sự là không còn được sử dụng nữa. Nhưng mà trước đây khi mà ở những cái nền văn minh khác thì nó được sử dụng để vận chuyển giao thương rất nhiều. Và mỗi một cái điểm dừng chân thì nó cũng là một cái nền văn minh, một cái văn hóa hoàn toàn khác nhau. Và Babylon thì là một trong những mùi hương để kể lại về một cái nền văn minh lưỡng hà rất là phát triển, rất là hiện đại. Và nó cũng đã để lại cho một trong 7 kỳ quan thế giới, đó chính là vườn treo Babylon. Thì các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm một chút thông tin về Babylon. Và đây cũng là phần thiết kế của em nó, các bạn có thể nhìn thấy. Riêng cái thiết kế này thôi thì chúng ta cũng có thể hình dung ra cái mùi hương này nó sẽ thiên hướng như nào. Một cái màu đỏ này, xong rồi những cái như kiểu là những cái tấm thảm màu xanh cùng với cái phần nơ. Và bộ sưu tập của Penhaligon ấy, thì đối với cá nhân mình, qua những cái mùi mà mình đã được từng ngửi từ cái đầu thú cho đến bộ nơ, thì mình luôn luôn đánh giá cao bộ nơ hơn rất là nhiều. Mặc dù cái bộ nơ này thì bầy không đẹp, nhưng mà bộ đầu thú bầy đẹp, nhưng mà cảm giác những cái mùi hương nó làm không tới. Còn nếu như các bạn có ý định sưu tầm thì mình khuyên các bạn nên thử mùi hương ở trong bộ sưu tập nơ như thế này. Thì đây sẽ là cái phần vòi xịt để cho các bạn nhìn thấy nhá. Đó, vòi xịt cũng rất là ok. Babylon thì được ra mắt khá là lâu rồi, nhưng mà đến với Việt Nam thì có lẽ là trong vòng vài tháng trở lại đây thôi. Trước đây thì Babylon được phân phối độc quyền cho Harrods, một cái nơi mua sắm rất là xịn sò đẳng cấp ở Anh Quốc. Và sau này khi mà cái việc mà mua sắm online nó nhiều hơn thì bắt đầu chúng ta thấy có những cái nguồn hàng của cái bộ sưu tập ở con đường tơ lụa, đặc biệt là Babylon này. Hiện tại thì Babylon đang có tại Ip thì các bạn có thể qua tìm hiểu. Đó. Và cái mùi hương này ấy, thì phải nói rằng nó là một trong những cái mùi hương mà mình ngửi lần đầu mình thích ngay lập tức. Mình thích ở đây có nghĩa rằng là mình cảm thấy rằng nó phù hợp với mình và nó sẽ phù hợp với tất cả những người xem kênh của mình. Tại sao mình lại nói như vậy? Babylon nó có một cái tổng hòa của Babylon, đó chính là một cái mùi hương gỗ và vanilla. Nếu như chỉ đơn giản nói với các bạn review gỗ là mùi của gỗ và vani thì các bạn sẽ rất là khó hình dung. Gỗ vani thì rất là nhiều đúng không? Chúng ta có Annie, chúng ta có Mercedes-Benz Club Black, chúng ta có những cái mùi hương như kiểu Double Vani hay là những cái phiên bản clone. Nhưng tại sao Babylon mình lại cho vào? Tại vì khi mà mở đầu của Babylon ấy, nó làm mình nghĩ tới một cái bay mùi hơi hướng của Lord Cherry, hơi hướng của 540. Tại vì thực ra nó có một cái bay, đó chính là mùi của sa phông. Lúc này mình ngửi nó cảm giác như kiểu là mùi của những cái vỏ cây đã bị khô, và người ta sẽ sử dụng cái vỏ cây đấy, người ta sẽ quét những cái lớp ngọt lên. Và khi mà các bạn ngửi thì ngoài cái vị ngọt ra, nó cũng sẽ có một cái bay mùi gỗ khô ở trong đó nữa. Những cái mùi vỏ cây nó không còn tươi của sức sống nữa, mà cái hơi hướng sa phông nó làm cho cái mùi hương vào nó có cảm giác kiểu khô và nó kiểu bị thiếu sức sống, nó hơi kiểu synthetic, nó hơi giả tạo. Nhưng mà mùi hương nó không giả tạo nha, tôi rất khó để miêu tả cái phần top note của con Babylon này. Đấy cũng là một cái lý do mà tại sao tôi có nhiều mùi hương rất ngon nhưng mà tôi chưa biết miêu tả kiểu gì. Thì cái phần top note của em này ấy, thì các bạn cứ hình dung ra là đó là Lord Cherry ở cái phần mở đầu, giảm bớt rượu đi và thêm nhiều ngọt hơn một xíu. Đó. Và sau khoảng tầm 5 phút thôi thì cái nét của saffron này nó sẽ gần như là biến mất. Và các bạn sẽ nhận thấy một cái bay mùi ngọt nhưng mà dễ hình dung nhất, đó chính là mùi của siro ho, thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ. Một cái nét ngọt ngọt hơi kiểu thảo mộc rất rõ rệt. Và bên cạnh đó thì cái nét hơi kiểu lâm dâm, hơi cay 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 nhẹ. Mùi hương này ngửi ban đầu cảm giác kiểu nó rất là nhẹ nhàng. Mình có nhớ là mình cho ông em edit của mình ngửi bảo uầy, em thấy mùi nhẹ, em cứ tưởng là nó phải nặng đô lắm. Tại vì nó được lấy cảm hứng từ một nơi mà mang cái hơi hướng văn hóa kiểu Trung Đông, Tây Á khá là rõ rệt. Nhưng mà không, khi mà vừa xịt ra thì thằng em tôi và tôi nó cảm nhận giống hệt nhau, mặc dù là
tôi đã gửi cách đây khoảng tầm 2-3 tháng rồi. Thì đấy là điểm khác biệt đầu tiên của cái combo giữa gỗ và vanilla. Ở cái khoảng sau ấy thì Babylon ở trên da mình nó khá là mềm mại. Nó cảm giác như kiểu nó sẽ là những cái tấm thảm mà các bạn có thể nhìn thấy ở trong những cái bộ phim nó liên quan đến như kiểu là Nghìn Lẻ Một Đêm, hay là kiểu những cái bộ phim, những cái trích đoạn ngắn ở trong những cái bộ phim như kiểu Alibaba 40 tên cướp, khi mà người ta nói về cái phong tục tập quán ở những cái vùng kiểu Trung Đông, người ta sẽ có những cái tấm thảm đậm màu như này, những cái gam màu như thế này đó. Và cái nét ngọt của vani ấy, nó không bị đẩy đi quá xa lên quá rõ rệt, mà cái vani ở đây nó như kiểu là nó có thể quét vào những cái phần vỏ thân cây và người ta sẽ nung nóng nó lên, nó sẽ thơm nhẹ, thoang thoảng, mềm mại. Lúc đầu thì mình rất là lăn tăn về cái việc là có nên cho Babylon vào trong lít nước hoa mùa đông cho nam ở phân khúc tầm trung hay không, hay là cho vào lít của nữ, tại vì có nhiều người nói mình rằng mùi hương này nó sẽ hợp với nữ hơn. Nhưng mà tại vì em này nó có một cái, đó chính là vì cái phần hiệu năng của nó về độ tỏa, thì tí nữa mình sẽ nói, vì độ tỏa của nó khá nhẹ nên là mình cảm giác rằng là nếu như tôi cho cũng một con út vào thì con MFK Út Satin Mood nó sẽ hợp với nữ hơn thay vì là mùi hương này, nên là tôi quyết định cho con này dành cho nam. Và để mà các bạn có thể hình dung được mùi hương này, nếu như đưa ra một cái hình ảnh thì đó chính là cái việc mà các bạn sẽ là những cái thước phim khi mà một người đàn ông quấn những chiếc khăn xong rồi đứng ở trên sa mạc nhìn một cái buổi chiều tà, xa xa là kiểu bầu trời với chân trời là màu đỏ, màu cam, và ở bên tay trái nó sẽ là kiểu những cái tượng đài với những cái khói lửa, những cái ánh đèn, ánh nến nó thắp lên, nó làm cho mình có cái cảm giác kiểu rất là Trung Đông, rất là hoài niệm. Nó đúng như kiểu là chúng ta có cái việc là chúng ta xuyên lại về cái thời kỳ mà chúng ta nhìn thấy những cái lịch sử, những cái con đường tơ lụa khi mà cái nền văn hóa ở đó. Thế ra đây là một cái mùi hương mà rất khó để chia sẻ cảm xúc của mình như thế nào, nhưng nó sẽ là một cái mùi combo gỗ cùng với vanilla cực kỳ thú vị. Ở cái khoảng giữa ấy, thì các bạn sẽ nhận thấy một chút kiểu vani hơi khói khói một tí, nhưng mà nó không như kiểu con Club Black đâu. Mà nếu như mà chúng ta lấy cái khung là bực Mercedes-Benz Club Black ra để so sánh ấy, thì với mình con này nó sẽ nhiều gỗ hơn, không quá ngọt, không còn khói, mà nó mang cái hơi thở của Trung Đông rất rõ rệt. Thậm chí là mình còn nhìn, nhiều khi mình ngửi thấy kiểu giác thuộc ở trong này nữa. Thì đó là cái phần chia sẻ mùi hương. Mặc dù tôi biết rằng là tôi miêu tả nãy giờ các bạn cũng khó hình dung, nhưng mà thực sự nó cũng rất khó để dùng từ ngữ để có thể miêu tả được. Tiếp tới thì chúng ta sẽ nói về phần hiệu năng của em nó. Em nó lưu trên da mình tầm 7 cho đến 8 giờ, nhưng mà cái độ tỏa hương thì nó khá là hạn chế. Ngay khi các bạn vừa mới xịt ra thôi, 5 phút nó sẽ thành một cái mùi khá là nhẹ nhàng, kiểu skin scent. Nó sẽ giống như những cái lớp khăn lụa mà các bạn che lên vùng da. Đấy, nó sẽ mềm mại, nó sẽ quấn và luẩn lẩn vào trong những cái kẽ, những cái khe của trên cơ thể của các bạn. Và cảm giác là nó là một phần của các bạn luôn, chứ nó không phải là một cái mùi nước hoa nữa đó. Và mình rất thích mặc em này, tại vì mình thấy cảm giác là mình mặc tầm 5 short thì nó cũng không hề khó chịu, kể cả những cái ngày trời hơi nóng một tí. Đấy, còn về cái độ tỏa thì nó thật là không phải là một cái mùi dành cho những gu mà tỏa tốt. Đó là cái lý do mà tại sao mình lại cho nó vào lít nước hoa cho nam, tại vì với tôi thì đàn ông sẽ có xu hướng sử dụng những mùi hương có độ tỏa nhẹ hơn phụ nữ. Thế nên là nhường con MFK Oud Satin Mood nó vào lít nước hoa dành cho nữ. Về phần phong cách cũng như là nhiệt độ như thế nào sẽ phù hợp với Papillon của Ben Halligan, thì với mình đây sẽ là một cái mùi hương dành cho những bạn nam tầm 25 đến 27 tuổi đổ ra. Các bạn thích một cái bay mùi chủ đạo là gỗ nhưng mà vẫn có một cái bay mùi ngọt. Có thể nếu như bạn là một người thích Tom Ford Woodwood thì tôi nghĩ bạn sẽ thích em này, vì nó sẽ hiện diện một cách rõ rệt hơn, cũng như là nó có một cái độ trẻ trung hơn, nhưng mà vẫn tầm ngoài 25 cho đến 27 tuổi. Cái thứ hai đó là về cái cách ăn mặc của các bạn, thì mình nghĩ là các bạn sẽ hợp với cái ăn mặc lịch sự, có thể là mặc suit luôn. Và suit ở đây sẽ là những cái bộ kiểu mà cả áo jacket ở trong luôn, và nó sẽ sử dụng những cái chất liệu như là vải tweed hay là kiểu vải flannel để tăng cái sự độ dày cho cái lớp quần áo bạn mặc, để đối chọi lại với cái lạnh của mùa đông. Và
cái xu hướng mà người mặc cái mùi hương này nó sẽ là theo cái kiểu các bạn không thích những thứ nó quá ồn ào và mọi thứ nó chỉ vừa vặn ở mức vừa phải thôi. Tại vì như lúc ấy mình nói là độ tỏa của nó khá hạn chế. Thế nên là sẽ là những bạn nam khá kín tiếng, thậm chí rằng tầm trầm tính, có thể hơi hướng nội và trưởng thành về độ tuổi thì sẽ phù hợp với Papillon của Penhaligon. Và đây cũng là một trong những cái mùi hương nếu mà thực sự dành cho số đông hay không thì mình nghĩ rằng không. Tại vì một phần là vì giá thành của nó cũng khá cao, cái thứ hai là độ tỏa hương, và cái thứ ba là cái tính ứng dụng để có thể mặc được. Nếu như ngọt hẳn thì chúng ta có thể mặc đi chơi, đi bar, đi club, nhưng mà với một cái phong cách như vừa rồi mình chia sẻ thì nó cũng khá kén mũi đấy. Thế nên là những bạn nào đang là fan của Oud Good hay là fan của MFK Oud thì các bạn có thể tham khảo thêm em này với một cái bay mùi ngọt hơn và vẫn chủ đạo là gỗ. Còn về cái nhiệt độ thì mình nghĩ rằng là các bạn tầm dưới 30 độ là các bạn hoàn toàn có thể mặc được. 20 dưới 30 độ là các bạn hoàn toàn có thể mặc được. 25, 20 rất ok. Còn những ngày trời kiểu quá lạnh thì mình nghĩ là không phù hợp. Đặc biệt là với những ngày trời đang kiểu thu như thế này thì quá tuyệt vời luôn. Và siêu tầm thì cũng vô cùng đẹp, Papillon của Penhaligon. Và không biết rằng các bạn còn muốn mình làm review em nào của Penhaligon nữa không thì hãy chia sẻ phía dưới nhá. Có thích làm Sartorio không? Hay là thích làm Opus? Rồi Luna? Bình luận ở phía dưới để tôi có động lực có thể mua về, chia sẻ, rồi làm lên video cho các bạn. Và nếu thấy video hay đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại. Bye bye!